Chào mừng quý cô chú, anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong một ngày cuối tháng 6 năm 2024. Bây giờ là 8 giờ và chúng ta đang có mặt ở Hồ Xuân Hương. Đây là nơi rất đẹp, lãng mạn và đầy chất thơ của thành phố Đà Lạt. Hôm nay nhiệt độ dao động từ 15 cho đến 24 độ C. Buổi sáng thì trời nắng rất là đẹp quý vị ha. Nhìn Hồ Xuân Hương rộng lớn và xinh đẹp như hiện nay, ít ai ngờ rằng trước năm 1893, đây là một vũng nước nhỏ được tạo thành do những con suối chảy qua. Khi đó, khu vực này chỉ là ruộng lúa đầm lầy của một buôn làng nhỏ người Khơ Ho. Dòng suối này được gọi là suối Lát. Sau khi bác sĩ Gạch Xin tìm ra Đà Lạt, thì diện mạo nơi đây đã bắt đầu thay đổi. Tại sao nơi đây gọi là Hồ Xuân Hương? Rất là nhiều sự tích nói về cái tên gọi Hồ Xuân Hương này. Tuy nhiên, có một sự tích mà được nhiều người truyền miệng nhau nhất. Nhiều người cho rằng, trước kia Hồ Xuân Hương có thiên nhiên dồi dào và phong phú. Xung quanh hồ lại có rất nhiều cây cối, hoa cỏ đua nhau khoe sắc. Những loài hoa nổi tiếng của Đà Lạt như hoa bướm bướm, hoa cẩm thúc cầu, hoa dã quỳ có mặt ở khắp mọi nơi. Khi mùa xuân đến, các loài hoa bung nở, tỏa mùi hương thơm ngát. Người dân quanh đó thấy mùi hương dễ chịu, nhẹ nhàng, giống như mùi thơm của mùa xuân, do đó đặt tên là Hồ Xuân Hương. Cái tên này thật nên thơ, lãng mạn, giống như cảnh sắc của Hồ Xuân Hương vậy. Sau này thì chính quyền thành phố trồng thêm rất là nhiều cây tùng, cây liễu, mai anh đào quanh hồ, giúp Hồ Xuân Hương càng thêm quyến rũ. Hồ Xuân Hương có độ cao 1.478m so với mực nước biển. Độ sâu trung bình của hồ là 1,5m, có những chỗ sâu lên tới 6m. Hồ Xuân Hương dài 5,5km và rộng 50-70m. Diện tích mặt nước khoảng 32 hectare. Do nằm ở vị trí trung tâm của thành phố, Hồ Xuân Hương quy tụ rất là nhiều công trình xung quanh như khách sạn, nhà hàng, quán cà phê và rất nhiều công trình công cộng khác. Nhưng điều khiến Hồ Xuân Hương trở thành một điểm du lịch nổi tiếng của Đà Lạt. Hồ Xuân Hương tuy nằm ở vị trí trung tâm nhưng vẫn giữ được nét thơ mộng, thoáng đãng, lãng mạn của mình. Hồ Xuân Hương còn là một trong những địa điểm ngắm hoàng hôn, bình minh rất là đẹp. Khi mặt trời lên hay hoàng hôn buông xuống, những tia nắng lấp lánh trên mặt nước cùng với cảnh sắc thiên nhiên hai bên bờ hồ khiến cho nơi đây càng thêm thơ mộng. Mời quý vị cùng em, chúng ta cùng lắng mình lại, ngắm nhìn cảnh đẹp trên Hồ Xuân Hương nhé.